Vào khoảng 14 giờ 24 phút ngày 30 tháng 11, camera trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ghi nhận hình ảnh chiếc ô tô 4 chỗ màu bạc mang biển kiểm soát 34A18069 ngang nhiên đi lùi từ km 50 về km 49 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trên làn dừng khẩn cấp. Khi thấy chiếc xe đi lùi, một chiếc container đã phải đánh lái để tránh tai nạn xảy ra. Chiếc xe này tiếp tục đi lùi đoạn đường rẽ từ quốc lộ 38 vào tuyến cao tốc, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Hành vi đi lùi trên cao tốc rất đáng lên án. Các chuyên gia cho rằng đi lùi hay đi ngược chiều trên cao tốc là hành động rất nguy hiểm và trực tiếp uy hiếp tới tính mạng của người khác.